À, có một lần cách đây cũng mấy năm rồi, trước cái mùa dịch ấy, thì chúng tôi có một lần đi diễn ở ngoài Bắc. Đợt đấy là đang mùa đông ở ngoài Bắc, và cái công ty mà nó là một cái event kéo dài tới mấy ngày liền, cứ buổi tối là các nghệ sĩ sẽ lên đồ xinh đẹp để đến hát. Thì hôm ấy là buổi cuối cùng, sau buổi đó là tất cả mọi người sẽ cùng đi trở về trong Nam, cả nghệ sĩ và cả cái đoàn của khách ở bên đó, tất cả mấy trăm người họ cũng sẽ quay trở về Nam. Thì rất nhiều người trong số đó là người Bắc. À, thì hôm đó, lúc đó thì mọi người cũng đã ăn uống xong xuôi và gần như cũng đã về gần hết rồi. Thì đến cái bài hát, đấy là bài hát cuối, thì tôi bảo là thôi bây giờ các anh chị còn ở lại đây thì chúng ta nghe thêm một bài hát này rồi chúng ta nói lời chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Thì hôm đó tôi mời mọi người nghe cái bài hát đấy, và đặc biệt là cái người hát bài hát đấy cũng là người đầu tiên hát cái bài hát đấy từ lúc nó còn là một bản demo. Còn đến bây giờ thì bài hát đấy đã quá nổi tiếng rồi, và hôm nay tác giả cũng có mặt ở đây luôn. Đó là bài hát Mùa Hoa Trở Lại của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Chắc quý vị đã nhớ ra vì bài hát đấy mấy năm gần đây cứ đến Tết là các ca sĩ lại hát và thu âm rất rất nhiều các phiên bản, của những ca sĩ ngôi sao cũng có, những ca sĩ trẻ cũng có. Và mọi người đều cảm thấy rất là bồi hồi xúc động. Thì hôm tôi mới trở lại cái câu chuyện ngày hôm đó, sau khi cô ca sĩ ấy hát xong thì có mấy chị ở bên dưới, các chị ôm nhau khóc. Các chị bảo là tự nhiên nghe bài này chị xúc động quá, lần đầu tiên chị nghe, nhưng nó có những cái hình ảnh nó làm cho chị nhớ lại ngày trước lúc chị cũng ở ngoài Bắc, rồi sau này chị vào trong Nam sinh sống. Thì nếu những ai đã từng ở ngoài Bắc nhiều năm, sống trong cái Tết xứ Bắc thì và sinh sống trong Nam, và mình nhớ lại những năm tháng đó, hoặc những ai là người Bắc mà gia đình là người Bắc di cư và trong Nam sống ở những cái khu vực nhiều người Bắc ở trên Đồng Nai hay ở Sài Gòn, thì sẽ rất là xúc động khi nghe bài hát này, vì những hình ảnh nó rất thân thương, một cái Tết đậm cái phong vị của một thời, có thể đến bây giờ nhiều khi chúng ta cũng không 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 gặp nó trong đời sống hiện đại này nữa, được tác giả đưa vào bài hát Mùa Hoa Trở Lại. Thì sau đây hãy cùng sống trong không khí bồi hồi vì Tết cũng sắp đến rồi, năm nay Tết đến sớm lắm. Thì xin mời quý vị và mời nhạc sĩ tác giả của bài hát này hôm nay hãy cùng nghe bài hát Mùa Hoa Trở Lại với tiếng hát của nam ca sĩ đến từ miền Trung, ca sĩ Tấn Đạo. Và lời đầu tiên cho phép Tấn Đạo xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chợt nhớ cánh hoa đào lúc xưa,
nỗi lá ai đun bên hiên nhà, mùi hương đêm khiến đôi mi như dáng ai. Mùa cũ đã đi qua tháng ngày, giờ mùa hoa nở đang quay về bình yên. Là thế, sớm mai khi tình giấc rước sao cho bé lại như âu thơ. Quay trở về.